Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vừa bài tập toán lớp 3 tập 2 cho trò sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học là bài chu vi hình vuông trang 41. Đây là người ta họ cho một cái hình vuông. Đó, hình vuông có cạnh là 3 cm. Như vậy là cái hình vuông là có bốn cạnh là đều bằng nhau hết. Đây 3 thì này là cũng là 3 cm. Đó. Và cạnh này cũng là 3 cm. Rồi cạnh này cũng là 3 cm. Cho hình vuông ABCD có cạnh là bằng AB là bằng 3 cm, tính chu vi. Cách thứ nhất thì chúng ta sẽ lấy là cái nguyên tắc của tính cái chu vi thì chúng ta sẽ cộng tổng lại, tổng tất cả các cạnh lại với nhau. 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 ha. Cộng 3 cộng 3 cộng 3 là bằng bao nhiêu đây? 3, 3, 6, 9, 12, 12 cm. Hoặc cách thứ hai thì chúng ta sẽ giữ nguyên con số 3 và chúng ta thấy là đây là 4 con số 3. 3 x 4 là bằng là 12 cm. Vậy thì sau này chúng ta sẽ làm theo cái dạng này. Ta lấy cạnh của nó nhân 4, cạnh nhân 4. Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh, một cạnh. Rồi nhân với là nhân với 4. Tính chu vi hình vuông nó dễ hơn chu vi hình chữ nhật nhiều. Được. Bài số 1 tính chu vi hình vuông. Cạnh là 10 cm. Chu vi hình vuông thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Ta lấy 10 ta nhân cho 4. Là bằng là 40 cm. Rồi tương tự, tương tự cái này chúng ta sẽ lấy 52 ta nhân cho 4 ha. Là bằng là 208 mét. Rồi bên này 107 ta nhân cho 4 rồi và bằng là 428 mét. Bài số 2 tính độ dài cạnh hình vuông. Bây giờ người ta họ cho là cho chu vi là 28, bây giờ tính cạnh. Như vậy chúng ta sẽ có là cái công thức là P này bằng B là chu vi cạnh nhân với 4 bằng là 28. Bây giờ người ta yêu cầu là tính cạnh thì ta lấy 28 thì chia 4 thì ra cạnh. Đó. Như vậy thì có nghĩa là ta lấy 28 này thì chia 4 này ra cạnh. Đây, 28 chúng ta sẽ chia cho 4 thì chúng ta sẽ được là 7 cm. Rồi cái này cũng vậy. Rồi, chúng ta lấy là 80 ta chia cho 4 thì ra là 20, đơn vị là mm nha. Rồi cái này chúng ta cũng tương tự, ta lấy 64 thì sẽ chia cho 4 thì chúng ta ra là 16 km. Chúng ta qua tiếp theo. Khoanh vào chữ đặt chữ cái trước ý trả lời đúng. Nam dùng ống hút giấy để làm khung tranh như hình bay. Đây khung tranh đây. Trong ba ống hút dưới đây, ống hút nào cắt ra vừa đủ làm khung tranh đó? Bây giờ chúng ta tính cái thử cái này nè. Cái này nó là một cái hình vuông rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái sọc sọc này không? Ta tính cái sọc này. Rồi, cái sọc trắng này, 1 sọc, 2 sọc, 3 sọc, 4 sọc, 5 sọc, 6 sọc trắng. 6 sọc trắng. Bên này là 1 sọc, 2 sọc, 3 sọc, 4 sọc, 5 sọc, 6 sọc. 1 sọc, 2 sọc, 3 sọc, 4 sọc, 5 sọc, 6 sọc. 1 sọc, 2 sọc, 3 sọc, 4 sọc, 5 sọc, 6 sọc. Như vậy tính sọc trắng hết thì chúng ta sẽ có là 6 sọc. Được, 6 sọc. Về sọc trắng là 6 sọc. 6. Như vậy thì chúng ta thấy là cứ 6 sọc là được là một cái thanh này. Và chúng ta tính tổng cộng coi bao nhiêu sọc trắng đây. Chúng ta sẽ lấy là 4 đúng không? 4 là 4, 4 cạnh ta nhân cho 6 là bằng là 24. 24 sọc trắng. Và bây giờ chúng ta đếm coi cái thanh nào mà
24 sọc trắng. Rồi chúng ta đếm thử cái ở giữa này ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Như vậy không đủ. Đó, mình cần tới 24 là. Vậy là cái này là 20 là không đủ. Vậy là đây 20 không đủ thì cái này là ít, nó sẽ ít hơn. À, nó sẽ ít hơn. Rồi chúng ta đếm cái sọc trắng này tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Còn này dư một tí xíu. Đó. Dư một tí xíu, như vậy là cái ống này là hợp lý nè. Ống C là ống hợp lý. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo. Bạn Hiếu dùng một sợi dây gắn các ngôi sao để trang trí một vòng theo khung tranh hình vuông. Xem hình. Cạnh của khung tranh là 50 cm. Hỏi sợi dây đó dài bao nhiêu? Bao nhiêu mét? Đây là cái sợi dây này. Dạ, sợi dây gắn khung tranh. Vậy thì bây giờ là cái cạnh này, mỗi cạnh hình vuông thì là bốn cạnh bằng nhau, mà mỗi cạnh người ta nói rằng là cái cạnh khung tranh là 50 cm. Thực ra cái này đi tính cái chu vi á, chu vi của cái hình vuông này. Thì muốn tính chu vi ta lấy cạnh ta nhân cho 4, ta lấy 50 ta nhân cho 4. À. Vậy là thứ nhất là chu vi hình vuông. Chu vi hình vuông là ta lấy 50 ta nhân cho 4 là bằng là 200 đơn vị là cm. Rồi. Người ta hỏi đây là hỏi mét được. Thì chúng ta phải đổi này ra bằng là 2 2 mét. Đơn vị là mét. Rồi, chúng ta kết luận vài sợi dây dài là vài sợi dây dài 2 mét. Đáp số 2 mét. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 2. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Một tấm ảnh của các bạn trong tổ đều là hình vuông, cạnh là 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Trong này là 9 cái hình vuông. Như vậy thì hình vuông lớn được ghép bởi 9 cái tấm ảnh như vậy. Nè, 9 tấm ảnh đây nè. Mà mỗi tấm ảnh này nè là cái cạnh từ đây tới đây này là 8 cm. Nè, 8 cm. Như vậy là yêu cầu tính cái chu vi của cái hình vuông lớn là bao nhiêu. Như vậy đây là 8 này. Nè. Cạnh này cũng là 8 này. Cái này nó cũng là 8, tại vì trong này có 3 tấm ảnh ghép lại với nhau. Mà người ta nói là mỗi tấm cạnh, tấm ảnh là 8, như là 8 cộng 8 cộng 8, 8 x 3 là bằng là 24. Như vậy là như vậy từ đây tới đây là 20 14 đơn vị là cm. À, như vậy ra được cái hình vuông rồi. À, ra được cái hình vuông của cái khung ảnh lớn này rồi. Như vậy bây giờ người ta hỏi nó là cái chu vi của này. Thì chúng ta lấy là 24, chúng ta sẽ nhân cho 4. À, 4 16 6 nhân 1 bằng 8 90 96. À, 96 cm. Và đáp án là B. Bài số 3, viết vào chỗ chấm. Chu vi hình chữ nhật 40 cm, nửa chu vi hình chữ nhật. Nửa chu vi. Thì cái công thức tính chu vi của hình chữ nhật là P là bằng là dài cộng rộng đóng ngoặc lại nhân 2. Đây là chu vi.
bằng là 40 này, 40. Nửa chu vi ta lấy 40 ta chia 2 hiện ra là chiều dài cộng chiều rộng nó là nửa chu vi. Như vậy chúng ta sẽ lấy 40 ta chia cho 40 này, ta chia cho 2 này là bằng là cái viết nó không ra mực. Ta chia cho 2 thì nó là bằng là 20. Đơn vị là cm. Chiều dài hình chữ nhật là 12 cm, chiều rộng hình chữ nhật. Như vậy thì chúng ta sẽ có là chiều dài cộng rộng là bằng là 20. Rồi mới thì tính xong là nửa chu vi á. Mà người ta nói là chiều dài là 12 thì chúng ta lấy 20 ta trừ cho 12 thì bằng là 8, chiều rộng là 8. Rồi. Chiều rộng là 8 cm. Chúng ta qua tiếp theo, viết vào chỗ chấm. Vật dụng có dạng hình chữ nhật, viên gạch mà viên gạch lốc này nhà thì thường thường người ta họ làm dạng hình vuông, được, hình vuông. Ít khi ai lốc cái dạng gạch hình chữ nhật lắm, ở này nhà, nha. Ở tường á thì có thể là lốc gạch hình chữ nhật. Ước lượng là cái gạch mà lốc này nhà nó có nhiều loại lắm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, vân vân. Rồi ước lượng thì cái xem ở nhà của các em thử nó khoảng cỡ bao nhiêu thì thầy ước lượng nó tầm khoảng cỡ là 50 cm, được không? Đo độ dài nó là thầy đo là nó là cũng là 50 cm luôn. Bây giờ chu vi chúng ta sẽ lấy là cạnh, chúng ta sẽ nhân cho 4, được không? Cạnh nhân 4 thì 50 nhân 4 là bằng là 200 cm. Rồi còn lại các em tự làm ha. Mặt bàn thì ít khi người ta họ làm hình vuông lắm, người ta họ làm chữ nhật rồi. Nhưng mà cũng có cái mặt bàn chứ, mặt bàn hình vuông. Rồi chẳng hạn như là khung cửa sổ, vân vân. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra là dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.